Nhạc sĩ Thanh Bùi để tôi may mắn vì cưới được Huệ Vân làm vợ. Trước thông tin bà Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty của phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, bị bắt cùng với cô ruột bà Trương Mỹ Lan cùng với một số người thân khác, mọi người cũng rất thắc mắc không biết phản ứng của nhạc sĩ Thanh Bùi sẽ ra sao trước tình huống xấu này của vợ và gia tộc họ Trương. Chẳng ai ngờ một ngày mình lại xa lưới pháp luật như thế này, nhìn gương mặt với thần sắc tối sầm của những người vừa bị công an bắt giữ, cũng hiểu họ đã lo lắng như thế nào bà Trương Huệ Vân lại là mẹ của hai đứa con thơ còn nhỏ, nên xoa lưới vào thời điểm này chắc chắn tuổi thơ của con sẽ có những tổn thương rất lớn. Và nhạc sĩ Thanh Bùi, người chồng từng hạnh phúc viên mãn khi cưới được cô vợ như mơ, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc này lại trắc trở. Cùng nhìn lại những khoảng khắc, những chia sẻ đầy hãnh diện của nam nhạc sĩ khi nói về vợ của mình trước đây. 10 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Thanh Bùi cùng bà xã giàu có và hai cậu con trai khấu khỉnh đã khiến ai cũng phải ganh tị. Năm 2013, Thanh Bùi kết hôn với Trường Huệ Vân, sinh năm 1988, là con gái của một đại gia chuyên kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã bên nhau 4 năm nhưng rất kín tiếng. Đến năm 2016, vợ chồng Thanh Bùi chào đón hai bé trai sinh đôi. Thời điểm đó, Thanh Bùi được ví như chuột sa chỉnh gạo khi lấy được cô vợ có gia thế khủng. Cụ thể, Trương Huệ Vân là thế hệ thứ tư của Trương gia tộc tại Sài Gòn. Năm 2011, cô từng thay mặt gia đình ra Hà Nội tham dự lễ vinh danh gia tộc doanh nhân cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam. Bố Trường Huệ Vân là Trương Chí Trung, một doanh nhân cũng được biết tới khá nhiều trong lĩnh vực bất động sản và có liên quan mật thiết tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn này đã nắm giữ khối tài sản bất động sản lớn như nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng, căn hộ hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh trong đó có thể kể đến khách sạn thương mại An Đông, Vinsor Plaza Hotel, khách sạn Sherwood Residence, tòa nhà 40 tầng Times Square ở trung tâm Sài Gòn, cũng chính là nơi diễn ra đám cưới của Hệ Vân với Thanh Bùi. Dù thành công sớm, song nhắc đến Thanh Bùi, mọi người vẫn định kiến nam ca sĩ tạo dựng được sự nghiệp như hiện tại là nhờ lấy vợ đại gia. Trước những lời đàm tiếu kể trên, Thanh Bùi cười lớn. Tôi đâu có quan tâm nên cũng không có cảm giác bị đụng chạm khi mọi người nói tôi là thành công nhờ vợ. Bản thân tôi đâu phải chỉ ngồi đó và không làm gì. Thành công đều bắt đầu từ hành động. May mắn là tôi quá hiểu mình nên rất khó để ai, điều gì tác động lên mình. Nếu sống mà phải đi giải thích cho từng người thì phí quá, thời gian đó đi làm việc khác thì có ý nghĩa hơn. Sau đám cưới, Trương Huệ Vân vẫn miệt mài với công việc quản lý khách sạn của gia đình và là hậu phương vững chắc cho chồng, tự do phát triển sự nghiệp. Khi Thanh Bùi xây dựng trường nhạc, Trương Huệ Vân còn cùng mọi người dọn dẹp, sắp xếp phòng dạy hát cho chồng. Việc làm của cô đã khiến chồng cảm động và bật khóc, cảm ơn vợ trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường. Vốn là một người kín tiếng, Thanh Bùi rất hiếm khi chia sẻ về gia đình, đặc biệt là vợ đại gia Trương Huệ Vân. Thế nhưng nam nhạc sĩ không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào mỗi lần nhắc đến vợ. Anh nhiều lần khẳng định, tôi lãi lớn khi kết hôn. Trong một số dịp quan trọng, Thanh Bùi cũng có những dòng nhắn nhủ ngọt ngào đến vợ. Chưa bao giờ tôi thấy người có trái tim đẹp như Vân và chắc chắn sẽ không bao giờ có người thứ hai. Lần gặp đầu tiên ấy, tôi bắt tay Vân và không muốn buông ra. Hiện tại Thanh Bùi và Huệ Vân đã có hai cậu con trai sinh đôi. Bà xã Thanh Bùi nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp, đậm thấm. Chia sẻ thêm về người vợ của mình, Thanh Bùi cho biết, anh không chỉ tìm được đồng cảm với vợ như âm nhạc mà cả hai còn chung suy nghĩ, quan điểm sống. Thế nên, dù quyết định hoặc làm bất cứ việc gì, vợ chồng anh đều rất hiểu nhau. Vì chúng tôi không chỉ thông cảm mà còn có niềm tin tuyệt đối dành cho nhau có khi cả hai không cần nói ra mà đã hiểu trong cuộc sống gia đình từng chuyện nhỏ mà phải giải thích thì mệt mỏi lắm với thanh bùi để giữ hạnh phúc của gia đình khi cả vợ và chồng đều bận rộn với công việc không gì khác là sự tôn trọng dành cho nhau sự tôn trọng đó thể hiện qua những hành động nhỏ nhưng chưa giải tỏa được sự tiêu cực bực bội thì chưa về nhà thanh bùi quan niệm khi về nhà là mang theo sự vui vẻ và thoải mái năng lượng cho vợ con khi tôi bận vân không bao giờ gọi điện thoại càng nhằn tại sao thế này tại sao thế kia mà chỉ có sự thông cảm với tôi thôi khi người phụ nữ đã cho mình sự thông cảm đó, thì mình không bao giờ làm sai với người đó được. Đời tôi may mắn vì cưới được Huệ Vân làm vợ, Thanh Bùi bày tỏ. Bị can Trương Huệ Vân trong vụ án Vạn Thịnh Phát là ai? Cùng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam bà Trương Huệ Vân, một doanh nhân khá nổi tiếng Ngày 8 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Quy Sơ, bị bắt để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhà chức trách xác định bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân giai đoạn 2018-2019. Trương Huệ Vân là ai? Trương Huệ Vân sinh năm 1988, người Việt gốc Hoa, là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, được xem là gia tộc tâm cỡ nhất nhị Việt Nam. Cô từng đại diện cho gia đình tham dự lễ phân danh gia tộc danh nhân cùng 22 đại diện nổi tiếng khác của Việt Nam vào năm 2011. Trương Huệ Vân được biết đến là cô cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, người thành lập nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiền thân là công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát vào năm 1991. Vào năm 2013, đám cưới của Huệ Vân và nhạc sĩ Thanh Bùi được tổ chức vô cùng hoành tráng, diễn ra trong tòa nhà 40 tầng của gia đình cô dâu. Được biết, số công ty thuộc sự điều hành của Trương Huệ Vân đã lên đến con số 20 với nhiều lĩnh vực khác nhau và tổng quy mô vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, ngoài bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân bị khởi tố, bắt tạm giam, còn có Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn, sau đó mở rộng sang kinh doanh bất động sản. Vạn Thịnh Phát được nhiều người biết đến khi sở hữu hàng loạt dự án tòa nhà lớn tại các vị trí vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Mỹ Lan là ai? bị can Trương Mỹ Lan vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại gia nắm giữ rất nhiều bất động sản có vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, là nữ doanh nhân người Việt gốc hoa giàu có, có tiếng tâm. Bà Lan đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Thịnh Phát. Đây là doanh nghiệp đang nắm giữ nhiều khu đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ phú Trương Mỹ Lan là ai? Vì sao gia tộc giàu có nhất Việt Nam? Chồng bà Lan là một doanh nhân bất động sản ở Hồng Kông, Trung Quốc. Vạn Thịnh Phát Group được bà Lan thành lập năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Vạn Thịnh Phát Group có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do bà Trương Huệ Vân giữ chức tổng giám đốc. Bà Vân cũng bị khởi tố bắt tạm giam lần này. Năm 2007, Vạn Thịnh Phát Group mở rộng đầu tư và phát triển sang lĩnh vực bất động sản, thông qua việc thành lập hai pháp nhân gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phạm Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông. Chưa hết, bà Trương Mỹ Lan còn có cổ phần ở Công ty Cổ phần Đầu tư Thai Square, vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng thuộc sở hữu của chồng bà Lan và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula với vốn đăng ký 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vạn Thịnh Phát Group còn đâm sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh mua bán trái phiếu trái quy định. Mới đây, bà Trương Mỹ Lan còn gây bất ngờ khi mua lại tòa tháp Thuận Kiều Plaza, diện tích 10.000 10 m2 ngay trung tâm quận 5. Đây là khu vực thương mại sầm uất bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay thuộc về cộng đồng người Hoa. Công trình này gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, hàng trăm căn hộ và các công trình tiện ích khác được hoàn thành năm 1988 nhưng không đưa vào khai thác sử dụng từ đó đến nay sau đó được bà lan mua lại trong vụ án bị khởi tố bắt tạm giam cùng tội danh với bà trương mỹ lan còn có trương huệ vân trương huệ vân cũng không phải là cái tên xa lạ trong giới bất động sản trương huệ vân là cháu ruột của bà trương mỹ lan là vợ của ca sĩ thanh bùi trương huệ vân nắm rất nhiều bất động sản có giá trị Đến nay, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019 xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan.